Xin chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán tô phú của em Loan Auto Kinh Môn Hải Dương ngày hôm nay. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 năm 2019. Em quay cho các bác xem một mẫu xe Chevrolet Avel sản xuất năm 2013. Em đang chào bán với giá là 220 triệu đồng. Bác nào có thiện chí thì alo cho em qua số điện thoại 0976 081699 em Loan chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương để được sở hữu chiếc xe này nhé. Vâng, và sau đây em sẽ đi vào phần chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe Chevrolet Avel để cho các bác cùng xem. Vâng, trước màn hình của chúng ta đây là một mẫu xe Chevrolet Avel sản xuất 2013, màu bạc nguyên bản cho xe nhé. Xe một chủ từ đầu. Xe cam kết với các bác là xe còn nguyên bản, không đời đâm đụng ngập nước. Máy móc rất là đẹp, nguyên bản, rất là êm. Và mọi chức năng trên chiếc xe này hoạt động hoàn toàn là bình thường, không có vấn đề gì cả. Xe được trang bị phanh ABS. Phanh ABS la răng đúc rồi này, gương kính chỉnh điện và hệ thống túi khí an toàn nhé. Vậy em sẽ đi vòng quanh tổng thể ở chiếc xe này một vòng bên ngoài cho các bác cùng xem qua, và lát nữa em sẽ đi vào chi tiết từng phần một. Form dáng xe này còn rất là đẹp, rất là chắc chắn. Bác nào mua về chạy dịch vụ cũng rất là phù hợp vì máy động cơ có 1.5 thôi, khá là tiết kiệm nhiên liệu, từ 6 cho đến 7 lít trên 100 km đường trường. Số sàn thì đi thì rất là an toàn. Chỉ với 220 triệu đồng thôi, các bác có thể sở hữu ngay một mẫu xe Avel này, đời rất là cao, đời 2013. Xe còn rất là tươi xe. Rất là đẹp các bạn. Rất là nhiều chi tiết trên chiếc xe này được sửa xe mạ chrome như là đèn gầm rồi là lưới tản nhiệt này. Hệ thống lưới tản nhiệt này rất là thoáng. Phanh ABS hai bánh trước nhé, la răng đúc rồi, la răng đúc thép, tay cầm mạ chrome, nhìn rất là sáng. Và sau đây em sẽ đi vào cái phần chi tiết, cái phần nội thất bên trong chiếc xe này cho các bác xem. Nội thất chiếc xe này khá là sạch sẽ, ở gam màu vàng cát, rất là xa. Trần thì trần 3D nhé. Con số thì rất là nhẹ. Gương kính chỉnh điện đây các bác nhé. Gương kính chỉnh điện. Cửa đóng mở cũng rất là nhẹ, không hề ọp ẹp, rất là chắc chắn. Hàng ghế sau là rất là ít sử dụng nên là còn rất là đẹp. Và chiếc xe này em mua về là em chỉ rửa qua thôi và sơn tỉa những chỗ xước thôi chứ còn không phải làm gì cả. Và các bác mua về chạy dịch vụ thì cũng không phải làm gì nhiều.
Và rất là phù hợp cho dạy dịch vụ như đi gia đình. Và còn rất là trường xe rất là đẹp. Vô lăng cần số tắp ly tắp lô nhìn là rất là đẹp. Và chỉ với 220 triệu đồng thôi là các bác có thể sử dụng ngay một cái mẫu xe này về đi gia đình rồi. Đời rất là cao, 2013. Thì alo cho em qua số điện thoại là 0976 081699, em loan chợ tôi đi mua Hải Dương nhé. Và bây giờ em sẽ mở cái phần khoang máy cho các bác cùng xem cái phần khoang máy này nhé. Đây là cái phần máy móc của chiếc xe Avel đây, khá là khô ráo và sạch sẽ. Em chỉ lau phai vì là nó bụi bặm. Máy nổ rất là êm, xe không hề đâm đụng gì nhá. Các bác nhìn này, các bác nhìn rất là rõ. Em quay chậm và chi tiết qua xem phần máy. Với một chiếc xe ô tô cũ, quan trọng nhất là cái phần máy móc của chiếc xe. Xe có đẹp bằng mấy mà máy không tốt ấy, máy không nguyên bản hay là máy kêu như nào thì cũng không ra gì, phải không ạ? Vâng, vừa em đã quay cho các bác xem qua cái mẫu xe Chevrolet Avel tại cửa hàng em. Bác nào mà muốn chốt chiếc xe này thì liên hệ qua số điện thoại nhé, 0976 081699, em Lan, để được tư vấn về chiếc xe cũng như là sở hữu chiếc xe này. Và cận Tết rồi, và bác nào thiện chí qua alo cho em và em có thể bớt cho các bác. Bác nào thiện chí, các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như để lại like, chia sẻ kênh giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất và thường xuyên trong ngày nhé. Vâng, em xin chân thành cảm ơn.